Lớp dự phòng là bộ phận quen thuộc và không thể thiếu trên xe nhằm đảm bảo xe vẫn có thể tiếp tục di chuyển trong trường hợp lốp chính bất ngờ gặp vấn đề. Và nếu để ý, bạn sẽ thấy lốp dự phòng thường nhỏ hơn lốp chính. Hãy cùng DiPro tìm hiểu xem tại sao lốp dự phòng lại nhỏ hơn lốp chính bạn nhé. Có những dòng xe sử dụng lốp với công nghệ run flat, tức là dù lốp xe có bị đâm thủng cũng vẫn sẽ chạy tiếp tục cả trăm cây số ở tốc độ cao. Song để đảm bảo an toàn, những xe này vẫn có trang bị lốp dự phòng. Tuy nhiên, vẫn có những hãng sản xuất lốp dự phòng bằng lốp chính. Loại lốp này có hai loại, một loại bằng về cả kích cỡ lẫn phẩm chất kỹ thuật, một loại bằng kích cỡ nhưng phẩm chất kỹ thuật không bằng. Ví dụ hoa lốp nông hơn, phanh không cứng bằng. Loại giống hệt lốp chính thường sử dụng cho các xe phải tải nặng, chạy đường dài như xe tải, bán tải, SUV cỡ lớn. Trong khi loại có phẩm chất kỹ thuật kém hơn thường dùng cho những loại có hình dáng lớn nhưng chủ yếu chạy đô thị, không phải tải nặng, ví dụ như crossover, MPV. Và sau đây là 3 lý do khiến cho lốp dự phòng nhỏ hơn lốp chính. Thứ nhất, tiết kiệm nhiên liệu không gian xe. Với kích thước nhỏ hơn lốp chính, lốp dự phòng sẽ giảm trọng lượng đáng kể. Qua đó, xe sẽ được giảm tải và sử dụng ít nhiên liệu hơn khi vận hành động cơ. Hơn hết, lốp dự phòng nhỏ sẽ tiết kiệm không gian của hành lý, giúp cho không gian của hành lý được mở rộng để chứa đồ nhờ kích thước thon gọn của lốp dự phòng thay vì bành trướng của hành lý như trước đây. Thứ hai, trọng lượng nhẹ dễ dàng khuân vác, di chuyển và thay thế. Khi đang lưu thông trên đường, lốp chính gặp sự cố thì việc thay thế lốp dự phòng nhỏ cũng thuận tiện hơn cho các lái xe khi tự mình phải vác lốp lên xuống và tiến hành thay thế. Thứ ba, nhắc nhở các lái xe không quên thay lốp và cân chỉnh. Lốp nhỏ hơn thường nhẹ và khả năng bám đường cũng thấp hơn, chạy được tốc độ tối đa thấp hơn khoảng 80 km/h. Chính điều này sẽ nhắc nhở các lái xe không quên đến đại lý gara và lốp thay lốp chính và cân chỉnh. Việc để lốp dự phòng bằng lốp chính sẽ gây ra hiện tượng lười cho người điều khiển, không đến đại lý gara để kiểm tra, thay thế gây mất an toàn. Ngoài ra, điều này còn giúp hãng xe tiết kiệm chi phí, giảm giá xe. Việc gặp những sự cố hư hỏng xe trên đường là điều hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là thủng lốp xe. Do đó, mỗi tài xế nên tự biết cách trang bị cho mình lốp dự phòng và cần nắm rõ cách thay lốp ra sao nếu chẳng may phải đích thân thực hiện. Và dưới đây là những bước hướng dẫn khi thay lốp dự phòng. Thứ nhất, tìm chỗ đỗ xe an toàn. Khi phát hiện lốp xe có dấu hiệu hết hơi hoặc bị thủng, người lái cần tìm một vị trí an toàn, rộng rãi để tiến hành thay lốp dự phòng. Nơi lý tưởng thường có địa thế bằng phẳng và dễ dàng đỗ xe như lề đường, khu đất trống. Tiếp đến, tài xế bật đèn cảnh báo nguy hiểm hoặc đèn tín hiệu để các phương tiện khác nhận biết rồi tắt máy, kéo phanh tay và gài số 0 hoặc vào chế độ P nếu là xe dùng số tự động. Tốt hơn là rút cả chìa khóa và xuống xe tìm một vật cứng như viên gạch hoặc hòn đá to để che lốp xe an toàn. Thứ hai, tháo bánh xe cũ. Trước khi lắp lốp mới, người lái cần tháo nắp đậy chụp bánh xe nếu có, đặt kích cho đúng điểm được thiết kế để kích xe lên. Tiếp theo, trùng kích vào phần gầm cạnh chụp bánh xe bị thủng. Chú ý là phần gờ của gầm xe phải lọt vào rãnh của kích. Sau đó kích nâng bánh xe tách khỏi mặt đất một chút rồi hạ xuống vài phân, cho đến khi bánh xe tì nhẹ xuống mặt đường, vừa đủ để không phải chịu lực tải lớn cũng như không để mất kiểm soát rồi tháo nhẹ bánh bị hỏng ra ngoài. Khi tháo bu lông ra khỏi la răng, bạn hãy vặn ngược kim đồng hồ. Nếu quá chặt thì hạ thêm tấm kích cho bánh xe bám chắc vào lề đường và tiếp tục vặn cho tới khi tháo hết bu lông. Lưu ý là nên tháo bu lông theo hình ngôi sao. Trước tiên, tháo một bu lông bất kỳ, tiếp theo là tháo chiếc ở phía đối diện, cứ thế tiến hành cho tới khi hết bu lông. Tiếp tục nâng kích lên cho mặt lốp cần thay thế cao hơn mặt đường vài cm và nhấc lốp ra ngoài. Mục đích việc nâng kích cao là để vừa khoảng trống cho bánh xe dự phòng còn đầy hơi. Tháo hết các đai ốc đã được nới lỏng và đặt chúng ở bên cạnh, nơi bạn có thể tìm thấy dễ dàng và đảm bảo là chúng không bị lăn mất. Thứ ba, lắp mới lốp dự phòng. Cần phải đặt lốp dự phòng vào đúng vị trí, nếu không chắc chắn khi gắn lốp mới vào thì nên tìm vị trí của van để có thể đặt đúng chỗ. Sau khi đã thay lốp vào đúng vị trí, vặn chặt tất cả các đai ốc khít vào gian đúng trình tự như khi tháo ra. Cho từng đai ốc vào một và xoắn tạm vài vòng để cố định, chưa cần vặn chặt. Bạn cũng nên lắp đai ốc lần lượt theo hình ngôi sao như khi tháo ra. Hạ kích cho bánh xe tí xuống mặt đường đủ chắc để hãm lốp xoay rồi siết chặt lại. Cách nhận biết bạn siết đủ lực là khi bạn nghe thấy âm thanh tạch tạch trên thân bu lông. Nâng kích và xoay thử bánh xe vài vòng để kiểm tra thao tác lắp có vấn đề hay không. Nếu bánh xe quay êm, từ từ hạ hết kích và tháo kích ra, cuối cùng siết chặt tất cả các đai ốc còn lại. Không quên lắp nắp đậy chụp bánh xe và lốp xe bị hỏng vào vị trí bánh xe dự phòng vừa lấy ra. Thứ tư, kiểm tra và chạy thử. Hoàn tất việc thay lốp, tài xế cần nổ máy cho xe chạy thử và chú ý xem có hiện tượng bất thường hay không. Trên hầu hết các dòng xe, lốp dự phòng thường chỉ được thiết kế để sử dụng tạm thời trên quãng đường nhất định. Vì vậy, chủ xe nên đưa xe đến đại lý gần nhất để tiến hành sửa chữa và thay thế chính xác hơn. Hy vọng video này đã mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích về lốp dự phòng.
quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của Hệ thống chăm sóc xe Bipro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.